cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đỏ giờ không e soi đá u buồn. Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Một niềm vui, một niềm hạnh phúc khi Tết đến xuân về, đó là những gì đánh dấu trong một năm, nhìn lại những gì đã làm được và những gì chưa làm được. Hôm nay anh Nguyễn rất vui mừng được phép đôi loa có tên là Bốt, có một chưa Bốt nhưng làm đã chiếm ngự và làm láo lực rất nhiều trái tim 50kh và âm nhạc. Đây là đôi loa Bốt mà anh Nguyễn đã cung cấp trên thị trường rất nhiều và có rất nhiều các bác đã đón nhận nó một cách hết sức là lồng nhiệt, âu yếm vì chất âm của nó là một chất âm bác học và quý độc. Một dòng loa Bốt Bát 30 chiếc kẹt titan từ 17 và một dòng từ leo nó có khả năng truyền dẫn và truyền tải tất cả các giải tần UKG một cách xuất sắc nhất, một cách tốt nhất. Thì đây chính là loa hiện diện của dòng loa quyền lực nhất thế giới, dòng loa chúa tể của dòng loa. Và anh Nguyễn được vui mừng được tiết cho bác Nguyễn Chí Lưu. Bác Nguyễn Chí Lưu có địa chỉ ở thôn An Hà, phường An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bác đặt nhà anh Nguyễn một đôi loa Bốt BL12, chỉ cần một chiếc Bốt, chỉ cần một loa chiếc Bốt đã lo lên tất cả, đã làm cho mọi người phải ngước nhìn, phải thán phục, trầm trừ khi được sở hữu đôi loa Bốt đến từ đất nước của Mỹ. Đây một đôi loa được ở Mỹ trách nhiệm sản xuất và đã quá nổi tiếng thị trường, đã đánh dấu một mốc son trong ngành âm thanh quốc tế và thế giới. Thì anh Nguyễn này vui mừng được chuyển giao quyền lực của loa báu vật cho bác Lưu. Thay mặt công ty xin chúc bác và gia đình bác luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong công việc. Bây giờ em sẽ cho đôi loa Bốt này tỏa sáng trên bầu trời quốc tế và sẽ nghe tiếng trống của nó thể hiện sự uy lực. Thể hiện những trống thể hiện sức uy lực. Báo cáo với bác chỉ cần một cúng đẩy xò sắt với loa Bốt đã đủ cho một cuộc tình. Em thử một dòng nhạc, một sức mạnh rồi. Đây em thích du dương, sâu sắc nhẹ tan. Một ca khúc Bolero. Không có gì để mà chê, mà không còn gì để mà bàn. Đó một chữ Bốt nói với tất cả bác nhá. Em cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác sẽ gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.